giả khe nứt cũng không phải là người có lợi thế về mặt đẩy trụ, nhưng bị trói lại. Đây sẽ là chính công đầu dành cho Orianna, một phiên bản khá tệ. Legacy đã gỡ lại được một chút tiền sau tình huống để mất cái trụ đầu kia. Và phía bên này thì Levi cũng đang bị tấn công, anh ta bị làm chậm lại và Thiên Mệnh Cả Biến dùng cú chiêu cuối của mình né được Thiên Mệnh Cả Biến, nhưng rất đấy vời. Chỉ là một chiêu thức thôi, còn hàng tấn sát thương để cho anh ta phải né. Thôi xong. Optimus làm gì đây? Anh ta biết người đồng đội của mình phải nằm xuống nhưng ta vẫn ở đây. Quay ngược trở lại quán gây sát thương và có làm chậm, anh ta thoát được. Anh ta có thêm cả tốc hành nữa nên anh ta đã thoát được sau pha thi đấu vừa rồi. Đầu tiên trong ngày hôm nay Archie bị kiểu như thế này. Archie đã mắc lỗi vị trí khá nhiều trong trận đấu. Cầm Kennen bù lại. Đây sẽ là tình huống bù lại. Và đó là điểm họ gỡ hòa. Xoáy. Và xoáy từ Claire cũng không đạt được nhiều tác dụng nữa. Họ đang ăn rất đây nhanh. Là ăn chứ không phải nhử keo hay nhử gì cả. Và đối phương không biết. Cái điều mà đối phương không biết, trước khi các thành viên Game Barbarian ăn thì có quá nhiều người rồi. Của Legacy Esports để lộ tầm nhìn. Và họ đã chính thức mất con Baron này trong sự không biết. Thật sự đây là một pha thi đấu quyết đoán và đầy chuẩn xác của Gear by Marine. Họ có được con Baron tại thời điểm phút thứ 22 trong trận đấu này. Có lẽ là thời điểm mà Gear by Marine định giao tranh. Levi được nuốt vào bởi CR. Họ vẫn chưa muốn từ kịp bỏ. Không. Làm chậm CR, tấn công CR luôn. Và có cả độ không tuyệt đối được sử dụng ra nữa. Quá khó để thoát về. Đó là CR. Đây là thời điểm mà thôi, bỏ thôi. Thậm chí là Kennen cũng lùi về ngay. Nhanh như một cái máy điện. Tốc hành lên. Anh ta chắc chắn, tức là anh ta biết mình chắc chắn chết rồi, anh ta buông. Thậm chí đó là pha làm chậm chưa thì phải, không, nó trúng và thêm pha xoáy nữa. Chẳng cách nào để thoát được. Cố gắng gây được rất nhiều sát thương, thậm chí anh ta khiến cho Claire và đều. Có một điểm gỡ hòa đều. Nhưng tôi nghĩ rằng đó là thành công của Gear by Marine vì đường họ vừa giữa. Lấy được thêm trụ thứ nhất ở khu đường giữa, thế đẩy lấy ở khu đường dưới và có lẽ là thêm một con bùa lợi xanh nữa. Chấp nhận được hoàn toàn trụ thứ ba đường dưới. Đây rồi. Gear by Marine đang khai thác cái trụ thứ ba khu đường dưới, không có rồng, nhưng tốc độ bắn tới từ Caitlyn với hai cái món đồ kia nó là đủ. Họ mất đi hai điểm mà gục để lấy được cái trụ thứ ba không biết được sử dụng. Nó không thôi, giữ sao? Chân đó Optimus. Nhưng tiếp theo họ quay ngược trở lại rồi sát thương người sai lầm. Đó chính là Lost. Và anh ta thực sự mất tích trong vào tranh này. Tiếp theo là Carbon và Cupcake. Và bây giờ bị cô lập chính là Orianna. Lucian dịch chuyển lên nhưng tôi không nghĩ rằng Lucian có thể làm được gì. Sao người ta không bao giờ ăn bánh mì theo kiểu kẹp với cả bít tết tảng lớn cả. Mà người ta chỉ ăn với giò chả mà thôi. Và bây giờ thì Levi lao vào, anh ta dùng chiêu cuối tấn công một Cupcake. Cupcake bốc hơi. Archie đã dùng một chiêu cuối và khá nhiều thành viên của đội phiên. Lost biến mất. Anh ta là nam chính của Vi biến mất. Còn Carbon nghe đồn đâu đó thì cứ cái nó nguyên chỉ, tố nó chỉ là một nguyên tố yếu thôi, không yếu đâu nhá. Kim cương thì biết đều là carbon hết đấy, nó rất cứng. Nhưng cuối cùng thì Nunu bây giờ cũng chỉ là một cái bịch bông mà thôi. Hoàn toàn Geek by Marine có thể có được khu vực đường giữa. Tôi thấy rằng là trong cái Transformer thì Optimus được làm từ một chất liệu cứng hơn carbon rất là nhiều. Chất liệu đó là chất liệu tưởng tượng. Tưởng tượng. Tưởng tượng bố ạ. Chất liệu điện ảnh chứ nó không phải là chất liệu ngoài tự nhiên. Thậm chí là đôi lúc mà tôi nếu như ông đạo diễn có thể cho một số những cái chất liệu nó là thành cứng nhất thế giới, Orion có thể là oxy chẳng hạn đấy. Đây nó cũng có thể là cứng nhất thế giới được. Nhưng đây sẽ là một chiến thắng dành cho Gigabyte Marine và họ đang tạm thời tập tạ thành công với hai game chiến thắng trước đại diện đứng thứ 3 và đại diện đứng thứ 2 của OPL. Tuyệt vời, xin chúc mừng Gigabyte Marine, họ chỉ còn đến với trận đấu cuối cùng trong loạt Kendo sau ít phút nữa.